Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Quan trọng nhất. Có một số hội thánh thì nghĩ rằng thờ phượng là quan trọng nhất. Và có một số hội thánh thì nghĩ rằng là giờ dâng hiến là quan trọng nhất. Nhưng đối với tôi thì công việc nào cũng quan trọng. Nhưng mà nếu nói quan trọng nhất, đó là lời của Đức Chúa Trời là quan trọng nhất. Amen. Bởi vì Kinh Thánh phán như thế này, đó là đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà sự người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Kinh Thánh không có nói đức tin đến bởi chúng ta ngợi khen thờ phượng, bởi vì có nhiều người vẫn hát nhưng họ không có đức tin, có phải không? Kinh Thánh cũng chẳng nói rằng là đức tin đến bởi chúng ta dâng hiến, không có. Không ai có nhiều người dâng hiến rất là số tiền rất là lớn, cảm ơn Chúa, nhưng mà đời sống họ lại không có đức tin. Nhưng chỉ có lời của Đức Chúa Trời được gọi là Kinh Thánh. Khi chúng ta nghe trong lúc giảng thì lời của Đức Chúa Trời tác thành hay là tạo thành đức tin trong lòng của tôi và anh em. Hallelujah. Và khi chúng ta có đức tin rồi thì chúng ta sẽ sống đẹp lòng Ngài. Và sáng nay thì tôi có ý định là tiếp tục chia sẻ về Đức Thánh Linh. Nhưng Đức Thánh Linh lại không thích. Ngài bảo tôi không, ta muốn con tạm dừng lại cái điều con nói về ta. Nhưng điều ta muốn con nói với hội thánh sáng nay, đó là lĩnh vực việc đức tin. Xin mời chúng ta dỡ nhanh ra Hebrew đoạn 11 câu số 6. Và xin một lần nữa chúng ta đồng đứng lên để bày tỏ sự tôn trọng Đức Chúa Trời qua lời của Ngài hôm nay. Xin ta cùng nhau đồng đứng lên. Hebrew đoạn 11 câu số 6. Đây là câu thánh rất quen, không lấy làm lạ với những người theo Chúa lâu đâu. Và tôi tin rằng đã có lần nào đó hội thánh Chúa tại đây đã phải học thuộc câu thánh này để trả câu gốc. Do vậy thì chúng ta cũng phải nghe. Và tôi tin rằng chúng ta sẽ có những điều tươi mới qua lời của Chúa hôm nay. Amen. Chúng ta nhau đọc chung nhé. Chúng ta đọc hai lần. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì cả đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tôi muốn ta đọc lớn tiếng á. 1, 2, 3. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì cả đến gần Đức Chúa Trời phải tin ra. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Một lần nữa chúng ta dựa đến Côn Tô Nhi đoạn 13 câu số 5. Côn Tô Nhi đoạn 13 câu số 5. Tôi xin đọc và anh em hãy theo dõi. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Spirit ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa và tăng ngay cho kỹ nha. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Spirit ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Xin mời hội thánh đồng ăn tòa. Kính thưa hội thánh, những câu kinh thánh chúng ta vừa mới đọc chung với nhau xong, và câu thánh trong Côn Tô Nhi đoạn 13 câu số 5 mà hội thánh Chúa nghe tôi đọc, thì chúng ta có một cái chủ đề, đó là chúng ta có đức tin không. Khi nghe chủ đề này, chúng ta có bị giật mình không ạ? Ồ, tại sao một sư sĩ lại hỏi chúng ta lại có đức tin không? Anh em, theo lời của Chúa trong Hebrew 11 câu 6 đã khẳng định rằng vả không có đức tin. Khi người ta nói là không có đức tin thì có nghĩa là có những người có đức tin và có những người không có đức tin. Có những tín đồ
có đức tin và có những tín đồ chỉ theo tôn giáo chứ không có đức tin. Và ngay cả những người mà gọi rằng là hầu việc Chúa cũng vậy, không phải cứ người nào làm mục sư là có đức tin đâu. Không phải cứ người nào học trường Kinh Thánh là có đức tin đâu. Như khi nãy tôi nói, chỉ có người nào nghe lời Đấng Christ là lời được sức dầu, amen, hay là lời Shema, lời sống động, thì người đó sẽ có đức tin. Và với tinh thần của Hebrew 11 câu số 6, vả không có đức tin, thì cái Thánh quả quyết rằng một người không có đức tin thì người đó không thể nào ăn ở vừa lòng Chúa hay là đẹp ý ngài cho ngài chị amen. Ví dụ một người không có đức tin đứng trước sự thử thách về vấn đề tài chính, một người không có đức tin sẵn sàng sống không đẹp lòng Chúa bằng cách gì? Bắt đầu chạy đến ngân hàng vay tiền, phải không? Có phải không? Rồi cầm giấy tờ đất, cầm giấy tờ nhà, cầm sổ hồng, cầm cà vẹt xe, cầm cái này, cầm cái kia, vào ngân hàng hai chỗ cầm đồ. Và thế là chúng ta có tiền, nhưng bao nhiêu người biết rằng chúng ta mắc nợ? Chúng ta lại mắc nợ, phải không ạ? Cho nên Hebrew 11 câu 6 đó là vả không có đức tin thì chẳng thể nào ở chỗ đẹp ý ngài. Tôi xin hỏi bao nhiêu con cá chúa tại đây và những con cá chúa đang theo dõi clip này trực tiếp hay gián tiếp, bao nhiêu người muốn sống đẹp lòng Chúa hay là sống vừa ý ngài? Anh em là một người con, là một người con, một người con thật sự luôn luôn sống và làm theo ý của cha mẹ cho tôi nghe chị amen. Và cũng một thế đó, khi chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha, anh em đừng gọi ngài vì có nghe người khác gọi mà chúng ta không sống đúng là người con. Đừng, xin đừng sống kiểu như vậy. Khi chúng ta gọi ngài bằng cha thì chúng ta phải biết ngài là ai. Khi chúng ta gọi ngài bằng cha thì chúng ta là con, amen, thì chúng ta phải sống đẹp ý ngài. Một trong những nguyên tắc để sống đẹp ý Đức Chúa Trời đó là tôi và anh em phải có đức tin. Chủ đề sáng nay là chúng ta có đức tin không? Anh em có nhiều người đi nhà thờ mà không có đức tin. Có nhiều người trong ban thờ phượng nhưng họ không có đức tin. Có nhiều người ở trong ban hát dẫn nhưng không có đức tin. Có nhiều người ở trong ban thanh niên nhưng không có đức tin. Có nhiều người đang giảng rao lời Chúa nhưng không có đức tin. Có nhiều người nhân sự truyền giáo nhưng không có đức tin. Có nhiều người giàu có không có đức tin. Anh em, một khi tôi và anh em không có đức tin, có nghĩa là chúng ta sẽ sống không đẹp lòng Chúa cho ngay chị amen. Anh em có bao giờ thấy có thể là những đứa con ở trong gia đình, chúng ta thấy cha mẹ mình cứ đi mượn nợ hoài, đi vay tiền hoài. Rồi bao nhiêu người có mặt ở đây đang mắc nợ với ngân hàng, băng mắc nợ với chủ quán, đang mắc nợ với nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Anh em thấy rằng khi ta không có đức tin thì nó tỷ lệ thuận với việc sống không đẹp lòng Chúa, amen. Và khi một người có đức tin thì nó cũng tỷ lệ thuận với sống đẹp lòng Chúa. Chào tất cả chị amen. Chào tất cả chị amen. Như vậy tôi hỏi lại một lần nữa là bao nhiêu người trong chúng ta muốn sống làm đẹp lòng Chúa? Anh em, có thể tôi không có nhiều tiền bạc, tôi phải là tỷ phú triệu phú, nhưng khi tôi sống bằng đức tin, người công bình sống bởi đức tin, bước đi bởi đức tin, thì điều đó đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời rồi. Nhiều con cái Chúa ngày hôm nay sống ngược lại những điều Kinh Thánh nói. Tôi chưa bao giờ thấy tình trạng thật là đáng thương giữa con cái của Chúa nói chung. Khi Chúa mở mắt tôi nhìn trong hội thánh, tôi thú thật rằng hết
phần nửa là ít đó. Nhưng nếu chính xác là 2/3 mắc nợ, phải không ạ? Có phải không? Chúng ta xây nhà cho to thì mắc nợ lớn. Mua xe cho đẹp thì mắc nợ cũng đẹp luôn. Mua miếng đất cho hoành tráng thì cho người ta thấy mình là người được phước thì mình cũng mắc nợ tiền mua đất. Mình xây cái ngôi nhà thờ cho thật là vĩ đại để nhiều người mình ngày nay có nhiều người tới của Chúa thích xây nhà thờ giống như tháp Ba Bên vậy đó, để bày tỏ sự kiêu ngạo của họ, để cho mọi người thấy rằng con cái của Chúa đến nhóm chỗ tôi đông quá nha. Anh em không cần thiết. Đối với tôi, nơi nhóm lại như thế nào không cần thiết. Quan trọng đó là đền thờ lòng của tôi và anh em như thế nào. Hallelujah. Ở tại châu Phi, Nam Phi, có một hội thánh. Nếu không ai nói ta đó là hội thánh, ta không biết đâu. Bởi vì ta mới nhìn vào, ta thấy những cái nhà kho và đó dựng toàn bằng tôn không ạ. À, cái tường nhà thờ bằng tôn. Và hội thánh cứ phát triển, nhiều người đến, thì họ bắt đầu dỡ miếng tôn đó, họ dựng ở bên ngoài giống như cái nhà kho vậy đó. Nhưng một năm chúng ta biết rằng, một năm lễ dâng con á, một lần là 1000 em bé được dâng lên trước mặt Chúa. Nói này thầy Hưng và cô Tuyền nói, anh ơi, mình thêm đi anh. À, thầy Tú cũng nói gì? Tụi bay đi trước đi. Mình đi sau. Thầy nữa, Hưng ơi. Anh em, đức tin là lẽ thật, đức tin là điều kiện phải có cho những người tin nhận Chúa. Chúa Jesus đã từng nói, nếu đức tin người bằng hạt cải, Chúa cũng nói là nếu đức tin người bằng hạt mít, nếu đức tin người bằng hạt cao su, nếu đức tin người bằng hạt đậu phộng, không. Chúa nói, nếu đức tin người bằng hạt cải cho tôi, sẽ sinh ra chuyện lớn cho tôi nghe, amen. Sẽ sản sinh ra chuyện vĩ đại, amen. Sẽ làm những chuyện lớn nào cho Chúa cho tôi nghe, amen. Và tôi nhì đoạn 13 câu số 5, lời của Chúa kêu gọi tôi và anh rằng hãy tự xét. Tự xét có điều gì? Mình ý thức đi. Giờ này mỗi một chúng ta đặt một tay lên lòng và coi thử mình có đức tin không. Hãy đặt một tay lên lòng của mình đi anh em. Hội nhân sự đang làm việc trong hội thánh Chúa Thịnh đây. Chúng ta đặt một tay lên lòng của mình coi thử. Đôi khi miệng mình nói Chúa mà không có đức tin gì hết. Đôi khi mình rao giảng lời của Chúa Trời nhưng chính chúng ta là không có đức tin gì hết. Đôi khi ta nói người khác rằng hãy có đức tin, hãy có đức tin, hãy có đức tin. Nhưng mà nếu ta yên lặng chúng ta sẽ nghe gì? Chúng ta sẽ nghe đức tin phán rằng là con chưa có đức tin mà con biểu người ta có đức tin hay thiệt. Người Việt Nam mình có một câu rất là hay đó gì? Đó là mình thích dạy người ta, phải không ạ? Amen. Mình thích dạy người ta, nhưng mình không dạy được chính mình. Mình nhìn thấy cái lỗi người ta rất rõ. Giống như Chúa nói gì? Mình thấy cái cọng rác trong mắt anh em mình, mà không thấy cái đa ở trong mắt chính mình. Nếu tôi là một người không có đức tin, không sống bởi đức tin, tôi không dám giảng sự việc này sáng hôm nay đâu. Nhưng mà tôi là một người đã sống với lời rồi, đi từ đức tin đến đức tin. Amen. Amen. Tôi đi từ mỗi ngày sống bởi đức tin. Có những lúc tôi khô hạn, có những lúc trong tài khoản tôi không còn một đồng, có những lúc trong bóp tiền của tôi chỉ còn mấy ngàn bạc lẻ thôi. Những cái điều quan trọng là Chúa thấy đức tin của tôi, amen. Không xin tiền bất cứ ai cả. Bởi tôi tự xét mình có đức tin. Một người không có đức tin thì người ta nói là không thể nào sống vừa ý Chúa. Mà đã không có đức tin là vay nợ làm sao vừa ý Chúa? Cho tôi nghe, amen. Một người không có đức tin bắt đầu vướng vào cờ bạc thì làm sao là đẹp ý Chúa được? Cho tôi nghe, amen. Một người sống không có đức tin bắt đầu nhờ cậy người khác.
sinh sống người khác, trông ngóng người khác, tìm cầu người khác. Chúng ta có thể có tiền, nhưng trước nhãn qua Đức Chúa Trời Ngài nói gì? Con đã không có đức tin này. Amen. Và chúng ta có tin rằng đức tin và sự cứu rỗi có liên quan với nhau không? Hello. Anh em, trong thiên đàng không có chỗ cho những kẻ vô tín. Trong thiên đàng không có chỗ cho những kẻ không có đức tin. Chỉ có địa ngục có chỗ cho những kẻ không có đức tin. Địa ngục sẽ chấp chứa những kẻ vô tín với lời của Đức Chúa Trời. Amen. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy, để chúng ta nhìn thấy chúng ta có đức tin hay không, chúng ta bắt đầu nhìn vào những nhân vật ở trong Hebrew đoạn 11. Amen. Cái đó là amen. Thì ông dân bởi cái gì ạ? Bởi gì nè? Cũng bởi đức tin mà ông dân của tế lễ tốt nhất cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Anh em, bao nhiêu người ở đây dâng cho Chúa những điều tốt nhất? Đồng tiền, dù 2.000 đồng, dù 1.000 đồng, hãy dâng một đồng tiền đẹp, đừng bị rách. Amen. Đừng bị quà tạp hóa chê mà chúng ta đem dâng cho hội thánh. Đừng đem tiền giả vào dâng trong hội thánh. Alo. Hãy dâng cho Chúa những điều đẹp nhất, đó là amen. Cho tôi nghe chị amen. Vì cái đó mà tại sao có nhiều người dâng hiến họ được phước, và có những người dâng hiến mà không được phước. Bởi vì amen, ông dâng hiến bởi đức tin. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Thích thì anh coi là sự dâng hiến của anh những ngày qua có bởi đức tin không? Hay anh dâng cho, anh em dâng cho Chúa những đồng tiền thừa của anh em? Anh em Chúa không nghèo đâu, nhưng mà Chúa dùng sự dâng hiến để xóa đó giảm nghèo đó anh em. Anh em có tin này không? Ai gieo nhiều gặt nhiều, ai gieo ít gặt ít. Chìa khóa để chúng ta được giải thoát ra khỏi sự nghèo đói rủa xả bằng cung, đó là sự dâng hiến. Amen. Nhưng phải dâng bằng đức tin. Tôi không muốn chúng ta cứ nhìn tôi và như là không biết ông mục sư sĩ ông giảng có kinh thánh hay không. Chúng ta đến Hebrew 11. Tôi thấy này cứ ngơ nhìn tôi sợ quá. Tôi sợ những ánh mắt như vậy lắm. Ta bắt đầu từ câu số 4. Bởi đức tin Abel đã dâng cho Chúa Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Abel và được xưng cho mình. Bởi đức tin Abel dâng cho Chúa của lễ tốt hơn. Như tôi nói, đừng dâng cho Chúa những đồng tiền lẻ của anh em hay là đồng tiền thừa của anh em, nhưng hãy dâng cho Chúa bằng tấm lòng và sự dâng hiến tốt nhất. Cho tôi nghe chị amen. Dù người đàn bà quá chỉ dâng cho Chúa một đồng xu thôi, nhưng đó là sự dâng hiến đẹp nhất, bởi vì đó là đồng tiền cuối cùng để bà có sống trong ngày hôm đó, phải không ạ? Amen. Và bà dâng có nghĩa đồng nghĩa là bà sẽ có thể chết đói ngày hôm đó. Nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời của sự thành tín không bao giờ để người phụ nữ dâng hiến bằng cả tấm lòng mà chết đói cả. Cho tôi nghe chị amen. Người đàn bà quá tại Sarepta. Eli đi từ Khe Krit đến đó đói, khát nước nữa. Gặp người đàn bà quá rồi đi móc củi phải không? Ta nhớ câu chuyện đó không ạ? À, vậy Eli nói gì? Hãy về làm cái bánh và đem đến đây cho ta ăn. Ăn trước á. Người đàn bà trả lời: ông đừng có gì chở. Tôi còn chừng trong vò của tôi còn chút ít bột, trong bình của chúng tôi còn chút ít dầu. Tôi đi móc củi là ăn một lần con của tôi và chính tôi sẽ chết. Có phải không? Nhưng mà Eli nói gì? Hãy đem đến đây cho ta. Và người đàn bà quá đã vâng lời người của Đức Chúa Trời cho tôi nghe chị amen. Và anh em thấy là người đàn bà quá đó chết đói không? Có không? Không. Bột sẽ không hết trong vò, dâu sẽ chẳng hết trong bình, cho tôi nghe chị amen. Anh em, ngày hôm nay con cái của Chúa chúng ta sống sợ đói. Và chúng ta cứ bo, cứ nghĩ, keo kiệt, bủn xỉn và giữ tiền. Và ta dâng cho Chúa những đồng tiền rách, chứ
chúng ta dâng cho Chúa những đồng tiền giống như là dư thừa của mình, là những đồng tiền lẻ. Chúng ta không dám dâng cho Chúa những điều tốt nhất. Người thứ hai mà chúng ta có nhìn thấy đó là ông Henoch, phải không ạ? Có phải không ạ? Anh em để ý, Kinh Thánh nói cái gì ạ? Kinh Thánh nói gì về Henoch ạ? Hả? Và Kinh Thánh nói gì? Trong Ê-rơ 11 đó, đó là vì có ông ăn ở vừa lòng Chúa. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Câu số 6, ông ăn ở vừa lòng Chúa. Anh em, ai cũng nghe câu chuyện Henoch là muốn đồng đi với Chúa qua khỏi sự chết. Đồng đi với Chúa, chúng ta cũng lên luôn. Anh em, nhiều ngày nhà khoa học anh em không tin câu chuyện này, nhưng tôi tin. Bởi vì Đức Chúa Trời làm mọi sự đều được cả. Nguyên tắc đó là lên trên vũ trụ thì phải mang bình oxygen, anh em. Và mang bộ đồ giống như những nhà phi hành gia vậy đó. Nhưng khi Đức Chúa Trời cất Henoch lên, Đức Chúa Trời không sắm cho ông bộ đồ phi hành gia, anh em. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho thân thể của ông trở nên một thân thể đặc biệt để hòa nhập với cuộc sống trong vương quốc của chính mình Ngài. Hallelujah. Nhưng cái vấn đề ở chỗ này, để ông được cất lên thì ông phải đồng đi với Đức Chúa Trời. Amen. Mà ông đồng đi với Đức Chúa Trời thì ông phải ăn ở vừa lòng Chúa trên đất này. Thế câu hỏi thứ hai tôi hỏi em, ba người ở đây có đức tin giống như thế không? Ông bởi đức tin sống ăn ở vừa lòng Chúa, cho tôi nghe chữ Amen. Ăn ở vừa lòng Chúa như là như thế nào? Henoch không mắc nợ. Amen. Con cái Chúa ngày nay mắc nợ nhiều quá. Con cái Chúa ngày nay chúng ta sáng nhật đi coi TV, xin lỗi, đi nhóm ở đây thờ phượng Chúa. Chiều về chúng ta mở phim bộ của đời chúng ta coi. Chúng ta coi thật sự này hết thật sự kia. Có TV là chúng ta mở 24/24. Và tôi bắt đầu bán đất đai, ruộng vườn, đi làm có tiền lương. Chúng ta bắt đầu mua dàn âm thanh. Thế là chúng ta mở 24/24. Theo anh em, nếu chúng ta sống kiểu như vậy, chúng ta sống ăn ở vừa lòng Chúa không? Vừa không? Anh em. Rồi chúng ta sống gây vấp phạm cho anh em, điều đó có phải là vừa lòng Chúa không? Hả? Chúng ta gây vấp phạm anh em. Bởi một lời nói của chúng ta. Anh em yêu đuôi. Thế anh em có thấy là đó vừa lòng Chúa không? Bởi cách ăn mặc của chúng ta, chúng ta dâng cho Chúa những đồng tiền thừa, những đồng tiền nhỏ. Chúng ta mua sắm đồ thì chúng ta không tiết tiền, và đôi khi ta còn vay tiền để chúng ta mua đồ, phải không ạ? Tôi nghe chị amen. Còn dâng cho Chúa chúng ta tính từng cắt. Thế anh em như vậy chúng ta sống vừa lòng Chúa không? Anh em, nếu chúng ta sống kiểu như vậy, chúng ta chưa phải là người có đức tin. Đây là những hình ảnh những người có đức tin, đúng không ạ? Amen. Hình ảnh thứ ba đó là Noe. Noe trong câu số 7. Bởi đức tin ông đóng chiếc tàu, phải không anh em? Có đúng như vậy không ạ? Ông đóng chiếc tàu đúng một thế kỷ mới xong, phải không anh em? Có phải không? Và đâu gì xảy ra? Ông đóng chiếc tàu chưa điều gì trơn. Và dân thời bây giờ nói ông là đồ khùng, phải không ạ? Và nếu một Noe nào đó ở đây thì tôi tin rằng thầy tôi sẽ nói gì? Để mình dẫn bạn đi đo điện tâm đồ đi. Chứ trời ngán cho con tròn đi mà đáng tà mấy. Noe bị sỉ nhục rất nhiều đương thời bây giờ. Noe bị nói những cái lời ra vào rất là tủi dục. Nhưng ông bởi đức tin, và đức tin của ông bày tỏ trong câu bài gì? Thành tâm kính sợ mà đóng chiếc tàu, đúng không ạ? Amen. Tôi hỏi anh em này, bao nhiêu người ở đây chúng ta có thành tâm kính sợ và đóng chiếc tàu là cuộc đời của chúng ta, để ngày đến khi ngày tận thế đến, lửa đổ xuống chiếc tàu này được cứu nào? Cuộc đời mình anh em chỉ có 2-3 người giơ tay. Như vậy anh em rõ ràng là anh em không có đức tin.
Ngày nay tôi thấy cuộc sống của con cái của chúng nó chung bị thế giới vật chất đẩy họ đi. Dòng sông hay biển cả của vật chất đẩy họ đi từ bến này, bến vật chất này, bến tivi, bến nhà lầu, bến xe hơi, bến đô la, bến đất đai, bến bất động sản, và cứ đưa họ từ bến này qua bến kia. Và họ sống gì? Miễn sao có tiền là được rồi. Tôi không cần được cứu. Anh em, Noe, ông nhận mệnh lệnh từ Đức rồi. Ông lên núi cưa cây, xẻ cây, bao gỗ, đóng một chiếc tàu. Nhiều người để nói ông khùng, điên. Và chúng ta biết khi chúng ta đổ những cơn mưa từ trời xuống, những người nói đó bắt đầu mới thấy, ô, đã đàn cái đôi, đúng, amen. Amen. Anh em, khi hoạn nạn đến, thì mới biết ai được cứu và ai không được cứu. Bây giờ những người giàu có, họ nói gì, ô, một sư sĩ nghèo, ông cứ dặn như vậy đó, cho nên có ai ban phước cho ông đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết lòng của chúng tôi, amen. Amen. Cái ngày mà tai nạn đổ xuống thế giới này, bao giờ ở đây tin rằng có ngày tới lắm. Ôi Chúa ơi, trong hội thánh của Chúa đông như thế này mà chỉ có đâu mất 1/3 tin có ngày Chúa tới lắm. Ôi Chúa ơi, xin Chúa đến giờ này dùm con chút đi. Con xin nói là một rửa bao nhiêu người ở đây tin Chúa tới lắm. Ngày tận thế đó. Anh em, nếu chúng ta bắt đầu sống bởi tin, xây dựng đời sống của chính mình, thì tôi nói là ngay đó những người không có đức tin sống trong hồ lửa, còn tôi và anh em sẽ sống trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Hallelujah. Thế thì anh em thấy chúng ta có thái độ như Noe không? Đó là thành tâm kính sợ Chúa không? Sao đây trong giờ suy gẫm của tôi với Chúa trường tôi rất lung tung nha con. Khi tôi suy gẫm về lời của Chúa, Chúa mở mắt tôi nhìn. Thật sự, trong hội thánh Chúa ngày hôm nay, tìm một người thành tâm kính sợ Chúa hơi khó. Thành tâm là sao anh em? Thành tâm là diễn tả một người có tấm lòng trọn thành với Chúa. Cho tôi nghe chứ, amen. Không phải chỉ một ngày, không phải một tháng, không phải hai tháng, không phải ba năm, không phải bốn năm, không phải năm năm, mà trọn cả cuộc đời. Thành tâm, không giả tạo, không giả hình, không chỉ nổi lên một thời điểm rồi xong là chuối, không mạnh mẽ trong giờ tỉnh nguyện của anh em, sau đó thì cắm đầu xuống đất, không thể như vậy được. Nếu là người như vậy thì không gọi là thành tâm kính sợ được. Noe, ông đóng chiếc tàu trong vòng 100 năm phải không? 100 năm ông thành tâm kính sợ Chúa. Kính khủng không em? Tôi cùng em thành tâm với Chúa như thế nào? Ồ, khi mọi cái đi theo ý của mình, ồ, khi mọi cái Chúa làm theo chiều hướng của mình toan tính, mình thành tâm đó. Nhưng mà khi Chúa không làm theo ý của mình, liệu tôi và anh em còn thành tâm kính sợ không? Chúng ta nhìn vào câu số 7. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người đánh tội thế gian và trở nên kẻ thừa kế sự công bình đến từ đức tin vậy. Tôi muốn nói cho những người có con cái ở đây, những người chuẩn bị lập gia đình. Chúng ta lập gia đình để làm gì? Để vui hưởng xác thịt, phải không? Có những người họ đơn giản định nghĩa hôn nhân là gì? Là ngay hai người hôn nhau rồi chích chích với nhau và thì thỏa mãn về tính dục trong hôn nhân, mà cuối cùng hôn nhân bị đổ vỡ. Hôn nhân không phải vậy.
hôn nhân còn có con cái nữa, amen. Nếu một cặp vợ chồng mà không có con cái, theo Kinh Thánh gọi là bị rủa xa. Đau đớn hơn là có những bậc làm cha làm mẹ sống không lập gương cho con cái của mình. Người cha người mẹ mỗi người một cái điện thoại, cứ đêm ngày cắm mặt vào điện thoại, cắm mặt vào TV, và con cái nó biết hết. Và nếu làm cha làm mẹ sống kiểu như vậy thì không giống như Noe, hả mẹ? Noe đã sống làm gương phải đóng một chiếc tàu, chịu nhục lắm. Có thể những đứa con của đấy nói gì, ba tại sao con đi ra, con đi hái ra ngoài rừng, con đi suối, bạn con nó chọc quê con, nó kêu ba mày bị tâm thần hả, ba mày bị điên hả, sao ba mày đóng chiếc tàu to thế, đâu có mà trên núi này nước lụt đâu mà ngập trên núi, nước lụt làm sao mà ngập qua cái cầu xuống được. Cô ba có thể nói, thầy Sơn, anh, em nghe mấy người cạo mũ em, nói anh dọc đây anh mất trí rồi. Vì có thể nói thôi, em nghe mọi người nói anh tâm thần rồi, anh đổi ý, em đổi ý. Lúc đó là chạy con hoa nhà mình nó ngọng luôn chứ còn nhấp đi gì nữa. Anh nghe mọi người nói anh sống quá cùng với Chúa rồi. Lấy thằng này khổ lắm. Anh em, làm cha làm mẹ phải có hình ảnh giống như Noe, thành tâm kính sợ, nắm một chiếc tàu. Lo cho gia đình mình phải được cứu, em. Đừng ở đây mà gia đình mình không được cứu, ổn lắm anh em. Cho nghe chị, amen. Vì cái đó mà, lòng của tôi luôn luôn nhắc nhở các học trò, các con sống như vậy không được cứu. Các con sống như vậy không được phước. Các con sống như vậy sẽ trả cái giá hơi bị đắt. Bây giờ chúng ta nhìn thấy người thứ tư, đó là Abraham. Ông lìa cha, lìa mẹ, lìa bà con dòng họ của ông bằng cái việc gì? Đây câu số 8. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi. Tôi nghe chị, amen. Ô, Abraham vâng lời Chúa gọi. Anh em, tôi hỏi anh em một điều, những ngày qua anh còn vâng lời Chúa gọi không? Hello? Không trả lời có nghĩa là không vâng lời. Bạn biết gì, một người không còn vâng lời Chúa nữa là một người không còn đức tin nữa. Họ chỉ đi nhà thờ là trách nhiệm, họ chỉ đi nhà thờ là theo thói quen, họ chỉ phục vụ Chúa là theo thói quen. Tôi đã từng gào hét với Chúa, xin cứu con ra khỏi thói quen tôn giáo. Xin cứu con ra khỏi những lời cầu nguyện quen thuộc. Xin cứu con ra khỏi những bài giảng quen thuộc. Xin cứu con ra khỏi những lời cái mà con đã không biết rồi. Chúa ơi, con muốn biết một cách mới. Con muốn vâng lời Chúa một cách tươi mới. Amen. Và rồi chúng ta thấy, đâu chỉ là vâng lời, Abraham còn vâng lời Chúa dâng Isaac là con bột của mình, phải không ạ? Quý không anh em? Quý không anh em? Quý không anh em? Quý không anh em? Isaac có nghĩa là cười. Thế thì sáng nay chúng ta có sẵn sàng dâng những điều mà nó làm cho ta cười không? Dâng cho Chúa. Chúng ta sẵn sàng không? Tiền nó làm ta cười á, dâng cho Chúa đi. Ai sáng nay đến đây đây một túi tiền, một tí để rút ngân hàng và lỡ cầm vào đây, sao mày sẵn sàng dâng 1 tỷ ra cho Chúa không? Có ai cầm trong túi của mình mấy chục triệu không? Sao im quá vậy nè? Có ai trong tài khoản đến 30-40 triệu không? Có ai có điều tốt nhất không? Áp đau không mà chỉ vâng lời Chúa bước ra khỏi vòng bà con của mình đến một cái xứ mà ta sẽ chỉ cho ngươi làm phần cơ nghiệp bảo thôi. Nhưng khi ông bà son sẻ, ông gần 100 tuổi, Sarah 90 tuổi, theo thói thường còn sinh đỡ được nữa. Và Chúa cho ông bà có một đứa con duy nhất là Isaac. Và bây giờ Chúa thử lòng Abraham cho ông, dâng con một người cho ta. Và Isaac, xin lỗi, Abraham có chàng con với Chúa không? Không. Ông đã yên lặng, một sự yên lặng tôi nói là kinh khủng, gọi là vâng phục Chúa trọn vẹn. Hallelujah!
ông vẫn phục Chúa đến khi ông trói sắt lại. Ông bỏ lên bàn thờ và ông rút con dao ra, ông chuẩn bị giết thật sự luôn em. Tôi làm tới đó, tôi bắt Phước Nguyên lại khi còn nhỏ. Tôi cột cháu lại. Mà tôi cột lại, Phước Nguyên chạy vào Phước Nguyên khóc. Ba, ba, con đâu có phải làm cái gì đâu. Mà tự nhiên ba bắt con bà trói con lại. Tôi không nỡ giết con gái của tôi, chỉ trói cháu thôi. Tôi trói nó la, tôi đặt trên cái bàn. Chân tay nó bị trói lại, nó chạy. Ba, ba, con đâu làm thì ba bắt, ba trói con lại. Tôi hiểu được cái nỗi lòng của Abraham. Ông vân phục Chúa cho đến chết. Amen. Anh em ngày nay có nhiều anh em ban đầu có đức tin lắm. Có nhiều con cái Chúa ban đầu có đức tin lắm. Hầu Chúa bằng đức tin dễ thương. Nhưng đến một lúc tự nhiên họ bị xa xuống. Anh biết tại sao không? Vì đức tin được gọi là cái neo. Hallelujah. Amen. Chiếc tàu dù nó lớn cỡ nào, nó cũng cần một cái neo cho tôi nghe chứ. Amen. Amen. Chiếc tàu dù có lớn cỡ nào hay nhỏ cỡ nào, nó phải có một cái neo. Và cái neo đó rất là quan trọng khi gặp bão tố. Amen. Bình thường không ai để ý đến cái giá trị của nó đâu, nhưng khi gặp bão tố, người ta thả cái neo xuống. Amen. Nhờ cái neo đó mà nó không bị lật úp khi bão tố. Amen. Khi sóng đào nổi lên muốn nhận chìm chiếc tàu đó, chiếc tàu trong tranh và nhờ cái neo nó đã đâm sâu xuống dưới lòng nước. Amen. Amen. Vẫn giữ chiếc thuyền đó không bị lật úp. Đức tin là cái neo cho cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Còn có rất nhiều nhân vật nữa anh em, tôi muốn thật sự để chúng ta đọc thêm trong đoạn 11 này. Ngoài ra những nhân vật gì xảy ra? Bà cũng sinh sản Isaac bằng đức tin. Cho tôi nghe chị. Amen. Bà đã sinh sản bằng đức tin. Ngày nay có nhiều người đến tuổi già già rồi. Sinh sản đây nói về sinh sản thuộc linh. Có người nói tôi đã già rồi thầy ơi. Tôi già rồi mục sư ơi. Tôi đâu còn muốn làm gì có việc nhà Chúa nữa đâu. Và tôi nói em là những người nói như vậy đó, báo động rằng họ không có một chút xíu đức tin nào hết. Khi một người còn có đức tin, người đó còn sản sinh ra kết quả. Tôi nghe chị. Amen. Tôi sợ mất đức tin lắm anh em. Tôi rất sợ mất đức tin. Trên ngày nào tôi phải đọc lời của Chúa, nghe lời của Chúa, tìm lời của Chúa cho chính mình, để lời của Chúa tác thành đức tin của tôi mạnh mẽ hơn. Cho tôi nghe chị. Amen. Vì nguyên tắc đức tin đến bởi sự người ta nghe. Hallelujah. Hallelujah. Rồi gì? Isaac, Jacob chúc phước bởi đức tin. Cho tôi nghe chị. Amen. Sáng nay khi tôi suy ngẫm điều này, ông có mấy ạ? Isaac trong câu 20. Isaac, xin lỗi, đúng rồi, bởi đức tin Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những sự hầu đến. Bởi đức tin Jacob lúc gặp chết chúc phước cho con của Joseph và nương trên cây gậy của chính mình. Anh em, khi tôi đọc được lời này, sáng ra anh em thấy khi tôi cầu nguyện trong giờ dân hiến, tôi cũng đã bởi đức tin chúc phước cho những người không có nhà sẽ có nhà. Amen. Amen. Tôi chúc phước cho những người nào không có đất sẽ có đất. Hallelujah. Tôi chúc phước cho những người nào không có phương tiện lại sẽ có phương tiện lại. Và Đức Chúa Trời của tôi là Đức Chúa Trời nghe những lời cầu nguyện đó và Ngài sẽ làm ơn cho hội thánh của Ngài. Đừng chúc phước bằng cái miệng của mình. Đừng chúc phước để người ta nói ô bạn này cầu nguyện giọng bắt hay có nhỉ. Đối với tôi, Chúa không có nhập lời cầu nguyện vì cớ chúng ta phát âm đúng chính tả. Đức Chúa Trời cũng không có lắc đầu cầu nguyện giọng bình định. Ui, giọng bình định nghe mệt mỏi luôn á. Giọng Nghệ An, giọng Hạc Thị, giọng Ba Việt có con màu vàng. Đức Chúa Trời nghe hết. Amen. Bởi vì Ngài là Chúa của mọi ngôn ngữ. Nhưng vấn đề đó là cầu chúc phước được nhập khi cầu nguyện bởi đức tin. Môi-se, mẹ của Môi-se đã không sợ hãi vì có đức tin. Câu 23 đến câu 28. Môi-se bởi đức tin từ bỏ cuộc sống sung sướng, chấp nhận sự sỉ nhục vì có Đấng Christ, không sợ vua Herod giận. Amen. 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 Câu 28. Và dân sinh vượt qua biển đỏ bởi đức tin. Câu 29. Bất
cơn Jericho sụp đổ bởi đức tin câu 30. Kỹ nữ Rahab được cứu và cả nhà bà được cứu cũng bởi đức tin câu 31. Tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Thế thì anh em yêu của tôi, điều thứ hai chúng ta cùng học sau hôm nay, cho được phước khi nghe những người có đức tin không. Và khi tôi đọc hàng loạt đó, tôi ghi xuống, tôi nói Chúa ơi, con có những điều không có từ những người có đức tin này. Bây giờ điều thứ hai, hết trong một câu 6 thì kể đến cái lần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Tôi lặp lại phần thứ hai chúng ta học sáng nay, đó là phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người tin có Đức Chúa Trời nè? Xin đừng đưa tay vì cứ để cho tôi thấy 5 móng tay là 6 móng tay gì đó của anh em. Những cái này thực sự việc đưa tay dễ lắm, lòng sốt sắng cũng đưa tay lên được, phải không? Amen. Và muốn chứng tỏ cho người bên cạnh biết rằng mình có đức tin, mình cũng giơ tay được. Nhưng điều giơ tay không nói ta là ai. Vấn đề là Đức Thánh Linh biết rất rõ ai có đức tin và ai không có đức tin. Và cách nào vậy? Đó là khi Ngài thấy chúng ta, bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh đó, đó là lúc chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Cả Kinh Thánh đều là bởi Chúa Trời sử dụng. Mọi người tin rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Khi ta dở Kinh Thánh ra là chúng ta đang đến gần với Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Amen. Và Chúa bắt thái độ chúng ta. Chúa có thái độ chúng ta thật sự thành tâm kính sợ không? Chúa thấy chúng ta đọc rồi ngủ lúc nào không ai. Và có nhiều bạn nói gì? Ô, sao mình khó ngủ quá? Đúng Kinh Thánh màu nhiệm và quyền năng ghê á, mình mới đọc có hai câu mình ngái rồi. Mà họ không biết rằng ma quỷ á, nó làm cho có cái Chúa đọc Kinh Thánh là ngủ gà ngủ gật. Còn có TV thì không có ngủ. Coi Ero thì không ngủ. Nhưng mà vừa đọc một câu hai câu là ngái rồi à, và ngủ ngon lắm. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời. Khi ta đến gần của Kinh Thánh, phải tin rằng có Đức Chúa Trời ở trong cuốn Kinh Thánh này. Tôi phải đi amen. Khi ta đến gần Đức Chúa Trời qua việc thờ phượng, ba người tin rằng chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Hay là chúng ta đến đây để coi anh Hòa sáng nay giảng, anh có cười không, rồi gương mặt anh có vui không, rồi thấy anh có quay lại nó nói gì với thầy tú không, rồi đến đây coi thử sáng nay ai đánh trống, rồi đến đây coi thử anh em mình ai mặc đồ như thế nào, coi sáng nay bạn gái mình đi nhóm không. Anh em, khi ta đến gặp Đức Chúa Trời của sự thờ phượng, phải tin rằng Ngài đang ở trong giờ thờ phượng. Amen. Chúng ta không còn con mắt nào để ngó anh em nữa hết, tất cả để nhìn vào Chúa để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Có rất nhiều anh em xác thực khi họ một cơ đốc nhân không còn đức tin nữa, không có đức tin là cơ đốc nhân xác thực, nên họ bắt lỗi bắt sai. Họ bắt lỗi, bắt phải. Họ xỉ xó với nhau. Giảng đi dài vậy. Thờ phượng đi dài vậy. Đánh trống thì lớn quá vậy. Anh em, bởi vì họ không có đức tin mà tin rằng Đức Chúa Trời đang ở giữa. Khi ta đến gần Đức Chúa Trời trong giờ cầu nguyện, là giờ mà chúng ta thường xin Chúa những điều nhu cần, phải không ạ? Có người xin và nhận được, nhưng có người xin không hề nhận được. Tại sao? Bởi vì người xin mà không nhận được vì họ không tin Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của họ. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Có những người cầu nguyện như cái máy luôn. Mời họ cầu nguyện là hay lắm luôn á. Nhưng mà họ không nhận được cái gì cả. Bởi vì họ cầu nguyện để cho người ta nghe và thấy rằng họ cầu nguyện có trình độ. Họ cầu nguyện có văn thơ. Họ cầu nguyện có cú pháp. Phát âm giỏi. Hay. Nhưng mà lời cầu nguyện đó không bởi đức tin. Mà Đức Chúa Trời không nhận. Amen. Đối với tôi, hay hay không ai không đặt vấn đề. Lời cầu nguyện phải bắt đầu có đức tin. Cho tôi nghe chưa? Amen. Khi ta đến gần Đức Chúa Trời trong thời giờ kiên ăn cầu nguyện. Có người kiên ăn để làm những ý riêng của chính mình. Kiên ăn để ngủ. Kinh Thánh cho nó kiêng ăn thì phải cầu nguyện. Sự cầu nguyện phải đi đôi với kiêng ăn.
Nhưng có những anh em kiêng ăn ngủ nhiều hơn cầu nguyện. Kiêng ăn phải đọc kinh thánh để ăn nuốt lời của Chúa rồi. Nhưng họ kiêng ăn, họ vẫn ngủ. Họ uống đồ bồi dưỡng, họ uống một ngũ cốc, họ uống nhiều điều còn hơn là chưa kiêng ăn nữa. Và xong đó là gì? Bạn kiêng ăn sao thấy bạn ốm thế? Còn mình kiêng ăn, mình vừa kiêng ăn ra chiều hôm nay này, mình cân mình lên được 4 kg. Mà kiêng ăn uống sữa như là cái chi chi mà không lên ký sao được. Ở đây có nhiều người kiêng ăn tự bồi dưỡng cho mình những thức uống ngon như điều mình mong muốn. Đó không phải là kiêng ăn. Đó là trốn ăn và tìm đến thức uống. Thì kiêng cái gì? Trên ai đánh cơ Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Anh em, khi tôi ra mắt Chúa, tôi luôn luôn nặng lòng của mình. Bây giờ mình đang làm gì đây? Mình đang làm cái gì đây? Thói quen của mình thường để cái điện thoại trong túi. Lâu 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 cầu nguyện cái thọt tay vô cầm điện thoại lên coi. Tôi tự hỏi mình đang làm cái gì đây? Mình đang cầu nguyện phải không? Dẹp điện thoại qua một bên và tập trung vào cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cho nên anh hãy nhớ rằng điện thoại là con dao hai lưỡi. Nếu ta không biết kiểm soát nó, chính nó cướp lấy phần thưởng chạy thi của chúng ta với Chúa. Không đùa đâu. Và bây giờ ta đến cái điều cuối cùng là kết quả của người có đức tin. Hậu quả của người không có đức tin đó là không thể sống đẹp lòng Chúa. Tôi đã nói rồi, phải không ạ? Amen. Nhưng bây giờ chúng ta nói về kết quả của người có đức tin. Một, Hebrew 11 câu 2, chúng ta dựa nhanh ra. Chúng ta bây giờ chuẩn bị Hebrew 11 nha. Chúng ta sẽ nói ba cái kết quả rất đặc biệt trong Hebrew 11 này. 11 câu 2 nói gì? Nếu ta dở đó xin đọc cùng tôi. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Kết quả của một người có đức tin là người đó có lời chứng tốt từ nơi những người khác cho tới nơi ai. Thế thì ai ở đây có lời chứng tốt từ nơi người khác? Anh em thấy không? Nhà tôi trước đây nói gì? Cứ đến nói với tôi là anh ấy có tiền đưa mua sữa cho Phước Nguyên hoặc đưa tiền em đi chợ. Tôi nói anh không có tiền. Vợ tôi nói gì? Em chỉ hỏi vậy thôi chứ em biết câu trả lời của anh rồi. Anh là người sống bởi đức tin. Nhưng vợ tôi là một người làm chứng tốt cho tôi về đời sống đức tin của tôi. Cho tôi nghe chị amen. Và các học trò lâu năm ở với tôi, hầu việc Chúa chung với tôi. Tôi tin rằng các con sẽ làm chứng tốt cho bố về lĩnh vực đức tin. Amen không thầy Tú? Hay Tú nói gì? Bố chưa trả lời cho con mà amen, amen cái gì? Anh em, tôi sống bởi đức tin, bước đi bởi đức tin, amen. Để làm gì anh em? Để có được lời chứng tốt. Tại sao trong một vụ giải cứu, tại sao hội thánh, tại sao địa phương, tại sao trong gia đình của chúng ta, con cái không làm chứng tốt cho người cha, con cái không làm chứng tốt cho người mẹ, tại sao trong hội thánh con cái Chúa không làm chứng tốt cho ông mục sư? Bởi vì họ thấy người lãnh đạo đó không có đức tin, amen. Amen. Người vợ không làm chứng tốt cho chồng bởi vì người vợ không thấy đức tin gì nữa ở chồng, và ngược lại người chồng chẳng làm chứng tốt gì cho người vợ bởi vì họ không tin gì cả. Chúng ta không phải quan tâm cho chúng ta ngày hôm nay, đó là người khác đã làm chứng tốt về đời sống đức tin của tôi và anh chưa? Nếu chưa, chúng ta phải quay trở lại, phải có đức tin thì ta mới có lời làm chứng tốt đó. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Anh biết gần đây tôi đau. Tôi đau đến nỗi mà nhà tôi là người biết rõ tôi đau cái chân rất là nặng. Tôi phải đi lên từng cấp và tôi bò. Tôi không đi cả nhắc được. Tôi bò bằng hai đầu gối và hai tay lên cầu thang. Và tôi vừa bò tôi vừa nói gì? Satan, mày xô cho tao ngã chứ gì? Mày xô nhầm người rồi. Mày đụng đến sai địa chỉ rồi. Mày đi nhầm nhà rồi. Tao nói cho mày biết, dốc từng công bố. Dầu Đức Chúa Trời giết ông vẫn nhờ cậy nơi ngài. Bây giờ tao vẫn tiếp tục nhờ cậy nơi Chúa và tao khước từ bệnh tật này. Tao công bố rằng tao được chữa lành. Và sau đó một ngày tôi lên trung tâm. Anh em ở trung tâm này biết phải không ạ? Tôi nhờ Huy là người cổng tôi xuống restroom. Rồi cổng lên một lượt nữa. Khi mà cổng lên cổng về tôi suy nghĩ. Tôi cũng nặng như đâu phải là nhẹ. Tôi tắm như vậy kia.
Anh em thấy nhìn tôi gọn mà vô tắm mấy ký á. Và trên cái lưng của Huy tội nghiệp. Và tôi nói Chúa con có thể làm nhờ học trò con làm thứ ba được đâu. Và chiều hôm đó tôi quyết định đứng dậy bước đi bởi đức tin. Amen. Và cảm ơn Chúa, tôi được chữa lành ngay lập tức chiều hôm đó. Và sáng sau lớp học định kỳ của trung tâm giải cứu này đã được diễn ra 3 ngày. Amen. Amen. Tôi đã kinh nghiệm và vợ tôi là người làm chứng cho tôi điều này. Tôi bị đau cơ răng năm ngoái tháng 11. Một cơ răng tôi nó lung lay nhất lắm. Nhưng chính tôi đã cầu nguyện, tôi không đến phòng nhà. Tôi cầu nguyện với Chúa. Và Chúa làm lại. Bây giờ nó cứng như bê tông, không còn lung lay nữa. Anh em, để có lời chứng tốt, không phải chúng ta có nhiều tiền là chúng ta làm chứng tốt đâu anh em. Người có đức tin là người sẽ nhận những lời làm chứng tốt của người khác. Điều thứ hai, kết quả thứ hai, Hebrews 11 câu số 6, đó là vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hay thưởng. Anh em nào ở đây ai muốn được Đức Chúa Trời thưởng? Tôi tin rằng ai cũng muốn Đức Chúa Trời thưởng. Thưởng đây nhiều món quà vô giá lắm anh em. Thí dụ sự sức giàu Đức Chúa Linh, quyền năng Đức Chúa Linh có phải là sự thưởng của Ngài không? Amen. Amen. Chúng ta có tỷ cũng không mua được hai loại này. Nhưng khi ta có đức tin, chúng ta tìm kiếm Chúa, Chúa thấy Chúa sẽ ban thưởng cho tôi nghe chị. Amen. Chúa đã từng thưởng cho Phi-e-rơ, Chúa đã từng thưởng cho sứ đồ Phao-lô. Ông là người bắt bớ Chúa tàn khốc, nhưng Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của ông, Chúa thấy đức tin của ông. Ông đi từ đức tin đến đức tin. Ông biết quyền năng của tin lành và Chúa đã thưởng cho ông đến nỗi cái áo của ông đắp lên người về quỷ ám, họ được giải cứu. Amen. Cái bóng của Phi-e-rơ đi ngang qua, ngã lên người nào, người đó được chữa lành. Anh em, đó không phải là sự ban thưởng của Chúa Trời không? Cho nên tôi không muốn tôi bị mất đức tin, vì tôi biết rằng khi tôi có đức tin, tôi sẽ được ban thưởng. Amen. Hallelujah. Thưởng về ân tứ của Đức Linh, thưởng về những phước hạnh thiêng liêng, thưởng về những phước hạnh thuộc thể cho tôi nghe chị. Amen. Hallelujah. Anh em có là nghe qua mình được thưởng cái gì không? Nếu người mà Chúa không được thưởng cái gì từ Đức Chúa Trời, hãy xem lại. Xem là cái gì? Không phải xem là tài khoản của mình, không phải xem là trình độ của mình, không phải xem là học thức của mình, không phải xem là bằng cấp của mình, nhưng xem lại mình có đức tin không. Một người có đức tin là một người tìm kiếm Chúa. Một người tìm kiếm Chúa là người được chính đáng mình tìm kiếm, thưởng cho những điều rất lạ lùng. Amen. Cái phước hạnh thứ ba, phước hạnh cuối cùng sau này, chúng ta đến Hebrews 11 câu 16. Hebrews 11 câu 16. Tôi thích câu thánh này vô cùng. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thần. Tôi muốn đọc hát lên phần B của câu thánh này cho đến cái chữ của họ nha. Chúng ta bắt đầu. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ. Tôi đọc lại một lần nữa. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ. Anh em, khi một người có đức tin, không phải chỉ được lời làm chứng tốt của những người khác, người đó không phải chỉ nhận được phần thưởng từ Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng chính Đức Chúa Trời công bố với thế giới, linh công bố với thế giới ma quỷ rằng Ngài là Đức Chúa Trời của người có đức tin. Cho tôi nghe chưa? Amen. Amen. Thế thì nếu anh em tiếp tục không có đức tin, Đức Chúa Trời sẽ nói thế gian này là ta không phải là Đức Chúa Trời của con người này. Anh em tin điều đó không? Anh em tin điều đó không? Anh em tin điều đó không? Anh em, nếu chúng ta cứ sống nhờ cậy con người, chúng ta cứ tiếp tục sống không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, Chúa sẽ nói thẳng thắn với tất cả mọi người rằng ta không phải Đức Chúa Trời của con người này. Má của Chúa sẽ kiện cáo Ngài là Đức Chúa Trời của con người này. Chúng ta thấy nó là từng kiện cáo Gióp với Đức Chúa Trời đúng không? Và nó biết ông Gióp là ai. Ông Gióp là người công chính phải không à? Có phải không à? Nó nể ông lắm á. Chúng ta phải sống thế nào để cho ma quỷ nó nể chúng ta? Đừng sống như bảy con trai thay thế lệ Sê-va. Và nó nói gì? Ta biết Chúa Giê-xu là ai, ta biết Phao-lô là ai, và tao cũng biết tụi bay là ai phải không à? Mà nó quay lại, nó đánh bãi con trai thầy Tê-lê-xê-va, bâm mình bâm mãi, rách áo quần chạy bắt mạng phải không à?
Bởi vì những con người mang tiếng là con trai thầy tế lễ, con trai mục sư hay người theo đạo tin lành, nhưng không có đức tin. Đức tin của bảy thầy, cũng bảy người con trai này, đó là dựa hơi của Phaolô, chứ phải đặt đức tin của mình nơi lời Chúa Trời. Amen. Thế họ nói gì? Ta nhân danh Chúa Giêsu mà Phaolô rao giảng. Chứ họ đâu có rao giảng, họ đâu có đức tin, chứ đâu có rao giảng. Cho tôi nghe chị. Amen. Anh em. Kinh Thánh, cái kết quả thứ ba, thiêng liêng vô cùng, màu nhiệm vô cùng. Đó là, chúng ta phải sống có đức tin để Đức Chúa Trời không hổ thẹn bất cứ một quyền lực nào cả. Và Ngài dám xưng rằng, Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Đức Chúa Trời của anh chị em. Hallelujah. Anh em, sẽ đến một ngày, có người được nghe lời tuyên bố này. Và có người sẽ mãi mãi không được nghe lời tuyên bố này. Thay vì lời tuyên bố này, thì lời tuyên bố khác đó là gì? Hãy bắt đứa này tớ biến nhát này và tối lại, quăng vào nơi khóc lóc và nghiến răng, vì không có đức tin. Thế thì chúng ta nghĩ gì sao hôm nay? Bao nhiêu chúng ta được phước qua lời của Chúa sao hôm nay? Nhắc nhở chúng ta về đức tin. Anh em, chúng ta có đức tin không? Xin đừng đi nhà thờ mà không có đức tin. Xin làm một người mang hai chữ tin lành cuộc đời của mình. Mình đeo, mình cũng đem tin dữ, bởi vì mình là người không có đức tin. Xin làm một người cha, xin đừng làm một người cha không có đức tin. Xin đừng làm một người mẹ không có đức tin. Xin đừng làm một mục sư không có đức tin. Xin làm một người hướng dẫn không có đức tin. Khi một người không có đức tin, thì người đó sẽ lấy cho đời người. Xin đừng như vậy. Hãy có đức tin để đến Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Để thấy nhiều điều phước hạnh mà Chúa ban cho mỗi một chúng ta đang chờ đón chúng ta. Hỡi hội thánh, nàng dâu rất là yêu dấu của Đức Chúa Trời. Tôi kêu gọi hội thánh của Chúa ngay giờ này với tinh thần của Hebrew 1 câu 6. Và không có đức tin thì không thể nào, anh em không có cách nào đâu để anh em sống vừa lòng Chúa ngoài đức tin. Amen. Mà đức tin đến đó là khi ta nghe lời của Đấng Christ được rao giảng. Đức tin đến không bởi chúng ta có đa banh đâu. Đức tin đến không bởi chúng ta trúng lô đề đâu. Đức tin đến không bởi chúng ta trúng vé số đâu. Đức tin đến không bởi chúng ta có nhiều tiền tài khoản đâu. Đức tin đến không bởi chúng ta hát hay đâu. Đức tin đến bởi chúng ta đàn giỏi đâu. Đức tin đến bởi ta học giỏi hay là trí thức đâu. Đức tin đến cũng chẳng phải ta có bản lĩnh đâu. Đức tin đến chỉ việc đó là chúng ta dành thời gian để nghe lời của Đấng Christ. Hallelujah. Và hãy trao chuốt đức tin. Hãy đi từ đức tin đến đức tin. Có là ngày hôm nay ta có đức tin, ngày mai ta phải có đức tin, ngày mốt ta phải có đức tin, ngày bữa kia ta phải có đức tin, ngày thứ năm có đức tin, ngày thứ sáu có đức tin, ngày thứ bảy có đức tin, ngày thứ chín có đức tin, ngày thứ hai có đức tin, và mỗi ngày đều phải có đức tin. Mỗi chúng ta chiến thắng được sự cám dỗ trong thế giới này. Hallelujah. Hallelujah. Hãy xem thử chúng ta có đức tin không. Chúng ta nên biết rằng chúng ta không bị bỏ. Anh em, khi ta đến với ân sủng của Chúa, ta biết rằng Chúa không bỏ chúng ta. Có lẽ ta vẫn còn có cơ hội để trở lại và tin cậy Chúa Trời. Tôi nghe chị. Amen. Để ta vẫn còn có cơ hội để tin vào ân sủng màu nhiệm lớn lao của Chúa, để ban phước chúng ta khi Ngài thấy tôi và hội thánh Chúa có đức tin. Xin hội thánh đồng đứng lên và đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mong chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Hỡi thánh linh đã thật xin làm sống động lời của Ngài hôm nay. Con cảm ơn của Chúa và vâng theo mạng lệnh của Ngài hôm nay. Dặn sứ điệp này, dặn lời tỏ ra, dặn sự mặc khải về lãnh vực của đức tin. Chúa ơi, xin khuấy động lòng của chúng con về lẽ thật quan trọng này, đó là đức tin. Vì đức tin của chúng con khiến Chúa chữa lành, đức tin của chúng con khiến Chúa ban phước, đức tin của chúng con khiến tay của Chúa kéo tay của Chúa đến gần với chúng con, kéo ơn phước của Chúa Trời đến gần chúng con, kéo năng quyền của Chúa Trời đến gần với chúng con, kéo những điều của thiên đàng đến với cả những chúng
con, gia đình của chúng con cái của chúng con, chức vụ, tín đồ mà Chúa ban cho chúng con. Hỡi Chúa, hỡi Chúa, Ngài không phải ở xa trong mỗi chúng con, Ngài đang rất ở gần, Ngài ở trong ở với chúng con. Nhưng nhiều khi con đi với Chúa trở thành một thói quen tốt, nhưng không có đức tin thì thói quen tốt đó sẽ trở thành thói quen của tôn giáo, thói quen đó trở thành thói quen xấu. Chúa ơi, hỡi Chúa trời của con, Chúa ơi, Ngài nhìn thấy hết quả ánh sáng là lời Chúa trời hôm nay rõ thấu vào lòng mỗi một chúng con. Có thể lắm mỗi một chúng con đã đánh mất đức tin từ lúc nào, chúng con không hề hay biết. Chúng con vẫn còn ca ngợi Chúa, chúng con vẫn còn đi với nhà thờ, nhưng cái đối chuyện với thử thách, đối chuyện với những nan đề, chúng con biết rất rõ chúng con đã không còn đức tin nơi một Chúa trời toàn năng nữa rồi. Chúng con đã đánh mất đức tin và chúng con không còn đức tin nơi lời của Chúa trời nữa rồi. Chúa ơi, vì cái đó mà chúng con dễ dàng sa ngã, chúng con dễ dàng rớt vào những bẫy của sự cám dỗ, chúng con dễ dàng bị rớt vào những hố sâu của cuộc đời. Chúa ơi, lạy Chúa, xin đem chúng con trở lại tìm cho bằng được cái chiếc neo về đức tin cho chiếc tàu là cuộc đời của chúng con trên biển đời này. Ơi Chúa, để giờ chiếc neo của đức tin đó giữ chúng con khỏi trong căn, khỏi những mưa to bão táp của cuộc đời này ập đến cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, và chúng con vẫn đứng vững vàng. Ơi Chúa, khi con nhìn vào Abel, khi con nhìn vào Henoch, chúng con nhìn vào Noe, chúng con nhìn vào Abraham, chúng con nhìn vào Sarah, chúng con nhìn vào Daniel, chúng con nhìn vào Jephthê, chúng con nhìn vào những đầy tớ đầy đức tin của Ngài. Chúng con nhận ra một việc, chúng con không có đức tin. Hỡi Thánh Linh, xin dùng lời của Chúa sáng nay chúng con nghe, làm đức tin trong lòng chúng con trở nên mới, sống động, ngọt ngào, mạnh mẽ và trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Chúa ơi, xin giúp chúng con hỡi Ngài, xin giúp chúng con hỡi Ngài, xin giúp chúng con đồng cảm chúng con hỡi Chúa, nắm đỡ chúng con, khích lệ chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài. Chúa ơi, xin chạm đến mỗi đời sống chúng con hôm nay, xin chạm đến chúng con. Chúa ơi, xin chạm đến, xin chạm đến, xin chạm đến. Thân Linh ơi, Ngài là thần lại thật, qua lời của Chúa hôm nay xin khuấy động trong chúng con, xin chuyển tải lời của Chúa, vì lời của Chúa chạy rất là mau. Và khi con nhìn thấy kết quả của những người có đức tin, lại Chúa, ô, sẽ có được lời chứng tốt từ nơi những con người khác. Chúng con có thể thiếu nhiều điều trong trang này, nhưng lời chứng tốt đó là chúng con là những người sống ở đức tin. Kết quả thứ hai, đó là Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho chúng con những món quà của chúng ta, là món quà vô giá, những món quà của chúng ta, là món quà khiến chúng con ngạc nhiên, biết từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Kết quả thứ ba, đó là Đức Chúa Trời không hổ thẹn xưng với thế giới này rằng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.